Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị các bạn đến với những tin chính sau. Khởi tố Cục trưởng Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình và thuộc cấp vì lợi dụng chức vụ quyền hạn. Chặn chuyển dịch tài sản của Giám đốc CDC Khánh Hòa và 9 người khác phục vụ cho việc điều tra. Vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiết lộ tình hình của chồng sau phát ngôn bị bạn bè từ chối cho mượn tiền chữa bệnh. Tạm giữ thanh niên 9X giả danh công an Thanh Hóa vào nhà dân đe dọa chiếm đoạt tiền. Truy nã ông trùm đánh tráo giấy tờ, thuê người đóng giả chủ đất để lừa đảo. Ngay sau đây, mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Khởi tố Cục trưởng Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình và thuộc cấp vì lợi dụng chức vụ quyền hạn. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Duy Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh, ông Nguyễn Phú Hùng, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 3, ông Đinh Huy Hùng, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình. Cả ba bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết ngày 30 tháng 8 năm 2021, đơn vị này đã ban hành kết luận số 08 về một số vấn đề tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh, trong đó đã kiến nghị Công an tỉnh thụ lý xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu sai phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thụ lý dựa trên kiến nghị khởi tố với nội dung Tổng cục Quản lý Thị trường kiến nghị khởi tố đối với hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giả mạo trong công tác của công chức thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình trong quá trình kiểm tra, khám, tạm giữ, xác minh, trả lại hàng hóa và đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh Trần Văn Bản ở tại xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tổng cục Quản lý Thị trường khẳng định sẽ chủ động kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai phạm của cán bộ trong thực thi công vụ. Chặn chuyển dịch tài sản của Giám đốc CDC Khánh Hòa và 9 người khác để phục vụ điều tra. Sở Tư pháp Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các phòng công chứng không thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, cho tặng thế chấp tài sản đối với Giám đốc CDC tỉnh này. Theo đó, ngày 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản cho biết đang xác minh điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, CDC Khánh Hòa. Để phục vụ việc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ thông báo trên hệ thống thông tin đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho hay thế chấp tài sản liên quan đến 10 cá nhân, trong đó có ông Huỳnh Văn Dõng, sinh năm 1967, Giám đốc CDC Khánh Hòa. Lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa cho biết cùng ngày thì Sở đã chuyển toàn bộ thông tin lên hệ thống phần mềm ngăn chặn của hệ thống công chứng. Các văn phòng công chứng viên sẽ căn cứ vào đây để thực hiện việc ngăn chặn theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, CDC Khánh Hòa không thực hiện việc mua sắm trực tiếp từ công ty Việt Á, mà thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Hợp Nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh. Việc mua sắm này được chia thành nhiều đợt với nhiều mức giá, từ 367.500 đến 509.250 đồng mỗi kit. Tại Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh này trực tiếp mua kit test từ công ty Việt Á với mức giá lên đến 525.000 đồng mỗi kit. Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty Việt Á đã khai với Cơ quan Điều tra Bộ Công an rằng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã mua nhiều kit test COVID-19 do công ty này sản xuất. Trước đó, tùy qua ra soát, Sở Y tế tỉnh cho biết từ đợt bùng phát dịch COVID-19 năm 2020 đến đầu năm 2021, CDC Khánh Hòa đã mua 63.280 kit test do công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26,2 tỷ đồng. Trong đó, thì năm 2020, mua 4.700 kit test, số tiền 2,339 tỷ đồng. Năm 2021, mua 58.580 kit test với số tiền 23,823 tỷ đồng. Chuyển sang tin tức khác, vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiết lộ tình hình của chồng sau phát ngôn bị bạn bè từ chối cho mượn tiền chữa bệnh. Sau khi tạm thời rút khỏi chương trình Táo Quân năm 2022, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả. Đáng chú ý, không lâu trước đây, vợ trẻ của nam danh hài đã có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến khoảng thời gian chồng cô nằm viện. Cụ thể, chị chia sẻ, tôi ngay từ đầu đã xác định sẵn bán nhà để lo viện phí, miễn là anh khỏe lại. Vì quan niệm con người là con của, phải xoay sở một số tiền lớn trong thời gian gấp gáp. Tôi hỏi vay một số người từng là chỗ thân tình của chồng. Tuy nhiên người thì từ chối, vì sợ anh Lý sẽ không bao giờ tỉnh lại để trả. Người thì nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi suất. Lòng tôi lúc đó tràn ngập cảm giác ê chề. Tôi thương chồng cả đời vì bạn bè, anh em,
không màng thiệt hơn, nhưng lúc hoạn nạn thì lại bị đối xử như vậy. Trong khi nhiều cư dân mạng tỏ ra không hài lòng vì cho rằng phát ngôn của vợ công Lý quá phiến diện, thì không ít người lại động viên, an ủi, thể hiện sự đồng cảm với sự khó khăn mà gia đình Bắc Đẩu đang phải trải qua. May mắn là nghệ sĩ nhân dân công Lý đã xuất viện và được theo dõi tại nhà, tình hình đang tốt hơn rất nhiều. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ anh đã đăng tải hình ảnh mới nhất của ông xã kèm theo dòng caption: Lý già cười tươi khi thấy người yêu đến chơi. Trong ảnh, nghệ sĩ nhân dân công Lý đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Thân sắc của nam diễn viên hài rạng rỡ và hồng hào hơn rất nhiều. Trước đó, diễn viên Việt Anh cũng đã từng tiết lộ khi đến thăm đàn anh. Đến thăm và kiểm tra sức khỏe phó chủ tịch công Lý, thấy đang gánh tạ và hít đất các kiểu. Nhờ ăn uống đầy đủ và luyện tập chăm chỉ mà sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân công Lý đã cải thiện hơn rất nhiều. Hy vọng là nam diễn viên hài sẽ tiếp tục rèn luyện cơ thể để sớm ngày tái xuất, đem lại cho khán giả những tác phẩm hay và chất lượng hơn nữa. Tạm giữ thanh niên 9X giả danh công an Thanh Hóa vào nhà dân đe dọa chiếm đoạt tiền. Ngày 26 tháng 2, tin từ công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng có hành vi giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2, công an huyện Mường Lát nhận được thông tin đối tượng Vi Văn Dần sinh năm 95, trú tại bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, giả danh công an huyện Mường Lát đến nhà anh Thao Văn Sinh sinh năm 1994, trú tại bản Pùng Ngùa, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền là 500.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin, công an huyện Mường Lát đã có mặt tại nhà anh Sinh, đồng thời tạm giữ đối tượng Dần để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Truy nã ông trùm đánh tráo giấy tờ, thuê người đóng giả chủ đất để lừa đảo. Ngày 26 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt phạm vi toàn quốc đối với Vũ Quý Lãm, 36 tuổi, ngụ tại huyện Gia Lộc, Hải Dương, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố đồng bọn của Lãm là Nguyễn Thị Hậu, 53 tuổi, Trần Văn Mão, 35 tuổi, Nguyễn Văn Hà, 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoàn, 36 tuổi, cùng ngụ huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Đàm Xuân Khuê, 58 tuổi, Văn Hữu Thuận, 42 tuổi, cùng ngụ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định rằng tại thành phố Đà Nẵng, Lãm và đồng bọn đã gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng với thủ đoạn mới mẻ, công phu và tinh vi. Theo đó, Vũ Quý Lãm nhắm vào những người giao bán đất trên mạng có đăng hình sổ đỏ. Lãm tải ảnh về làm giả, sau đó hẹn gặp chủ đất, xin xem sổ đỏ thật để đánh tráo. Tiếp đó, Lãm giả vờ đồng ý mua đất, mượn chụp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của chủ đất để làm giả. Lãm đăng tin bán rẻ lô đất với giá thấp hơn thị trường từ 20 đến 40% để dụ người mua. Lâm cho các đồng bọn đóng giả chủ đất giao dịch với người mua nhờ sổ đỏ thật nên qua mặt được các văn phòng công chứng. Việc mua bán chót lọt nên khi các nạn nhân phát hiện thì nhóm Lãm đã bỏ trốn. Lãm và đồng bọn thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thành để tránh việc bị phát hiện. Công an thành phố Đà Nẵng xác định trước khi bị truy nã, Vũ Quý Lãm và đồng bọn đã lừa đảo 4 vụ tại Đà Nẵng, 12 vụ tại Hà Nội, 1 vụ ở Khánh Hòa, 1 vụ ở Lâm Đồng và một số vụ khác ở các tỉnh miền Tây.